Hello, xin chào tất cả các bạn của CP Shop. Thì hiện tại thì mình đang gỡ những cái bộ chén bát mình mới nhập từ Anh về nha tất cả các bạn. Nhập từ Anh về bộ này để mình giao cho khách, và mình phải gỡ ra từng cái để mình bọc xốp hết lại. Đây mình phải bọc những cái bột xốp nổ này để trong quá trình vận chuyển đi nó không bị hư hỏng, không bị bể chén bát, bởi vì những cái loại như thủy tinh chén bát phải gỡ ra để bọc hết lại tất cả cho lại trước khi vận chuyển, bởi vì sợ, rất là sợ vận chuyển. Rồi mình mới nhập được cái bộ chén bát cho gia đình về cho khách, đặt cho khách đặt nha, nhập được từ nước Anh nha tất cả các bạn. Ở đây là bộ chén bát, gọi là bộ chén bát hoàng gia, rất là đẹp tất cả các bạn, và tí mình sẽ quay và giới thiệu cho các bạn xem nha, rất phù hợp cho những gia đình. Đây đây là thương hiệu của nó nha, bắt đầu từ năm 1784 là đến giờ là cũng gần được là 200 mấy năm rồi đó, 200 mấy năm rồi tất cả các bạn. Thương hiệu này rất là nổi tiếng, và mình có thể để thông tin cái bộ chén bát này ở dưới phần bình luận cho các bạn xem nha. Đây, đầu tiên nó sẽ bao gồm là thông tin của nó, thì nó sẽ bao gồm đâu, đầu tiên mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Đầu tiên nó sẽ gồm là 60 món nha tất cả các bạn. Bây đây các bạn thể xem là nó sẽ gồm là 10 bát ăn cơm đường kính là 11.43, 10 đĩa tròn đường kính là 15.24, 2 đĩa tròn đường kính là 20.23, 1 đĩa vuông đường kính là 26.27, 2 đĩa tròn lòng sau đường kính là 19.05, 2 đĩa tròn lòng sau đường kính 21.05, 1 đĩa xoài. Nó rất là nhiều đĩa, và mình có thể để thông tin ở dưới để cho các bạn xem nha, những bộ chén bát này. Rồi các bạn xem, đầu tiên mình sẽ nãy là mình mới gỡ hai cái hộp, là hai hộp đựng muỗng đựng thìa ra, và mình thấy để mình quay tí mình sẽ bọc hết cái bột nổ lên đây. Cái thìa của nó nha, mép này là mép chỉ bạc nha các bạn, được hay mép 100%, chứ không phải là dập máy, được làm thủ công 100% cái viền này, nên rất là đẹp, rất là bền nha các bạn, thoải mái dùng với máy rửa bát luôn. Và cái loại này thì được làm từ sứ không xương nha các bạn. Đây là thương hiệu rất là nổi tiếng của Anh, cách đây cũng 200 mấy năm rồi đó, và rất là nổi tiếng. Và các bạn dùng lâu thì nó sẽ không bị bạc màu, phai màu, đặc biệt cái men sứ này rất là tốt nha tất cả các bạn. Đấy, và cái muỗng này sẽ để mình coi, muỗng này nó sẽ bao gồm là thì 10 thìa như thế này nha, 10 thìa bát sứ như thế này nha, để cho bạn, để mình đây mình coi trực tiếp đó này, được hay mấy cái viền chỉ bạc này, được hay mấy 100% luôn, nên rất là đẹp, không bị phai màu. Tiếp theo mình gỡ cái món thứ hai ra các bạn xem, tí mình phải bọc lại hết xốp nổ xung quanh thìa bát chén, mình phải bọc lại hết nha tất cả các bạn, bởi vì rất là sợ vận chuyển. Đây bát ăn cơm của nó. Đây, tiếp theo là một cái bát ăn cơm, tí phải bọc 10 bát ăn cơm đường kính là 11.43. đấy, một cái bát như bát ăn cơm bình thường của mình thôi, mình sẽ gỡ một cái ra cho các bạn xem nha. Đấy, tí mình bọc lại hết. Đây đấy, các bạn thấy không, nhìn rất là đẹp phải không ạ? Đấy, 10 bát ăn cơm nó to, theo mình hình dung thì nó bằng bát ăn cơm ở nhà mình đó. Đấy, nhìn rất là đẹp, nhìn đó, men nhìn rất là đẹp phải không ạ? Đấy, bề cái viền này, cách điểm nhấn là chính là những cái viền này là viền mép chỉ bạc, được handmade là 100%, được tạo handmade chứ không phải là máy, handmade là làm bằng tay á nha tất cả các bạn. Đây, thương hiệu này đó, năm 1748, Empire Lindor đó, sứ không xương, rất là đẹp. Đấy, 10 bát ăn cơm này dành cho gia đình nha tất cả các bạn, rất là đẹp phải không ạ? Đấy, mình phải bọc lại hết, bọc lại xốp nổ hết tất cả 10 bát ăn cơm này. Rồi tiếp theo, cái hộp tiếp theo là gì đây? Rất là nguy hiểm tất cả các bạn. Rồi tiếp theo cái này là cũng là cái hộp này là được 10 bát ăn cơm. Đấy, cũng là 10 bát ăn cơm nha. Đó là tất cả mỗi hộp là 5 bát. Là tổng cộng là 10 bát ăn cơm. Rồi tiếp theo mình sẽ gỡ cái hộp này ra cho bạn xem hộp này là cái đựng cái gì nha. Rồi. Đây. Mình sẽ gỡ cái hộp này ra cho các bạn xem. Trong cái hộp này nó sẽ đựng cái gì nha. Đó. Rồi, tí mình sẽ lấy một con dao đi. Đây, cái kéo đây. Mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Đây, hồi nãy là mình quay lại là 10 thìa sứ đúng không ạ? 10 bát, 10 thìa súp, 10 bát ăn cơm. Đấy, tiếp theo cái này. Đấy,
vì mình vận chuyển một cái này từ bên nước ngoài về nên những cái này rất là dễ bệnh nha tất cả các bạn. Đấy. Rồi bạn có thể tiếp tục xem. Đây cái này là bát to nha các bạn, bát ăn phở đấy. Đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, cái này là nhà sản xuất đã bọc trước rồi. Đấy, mình sẽ gỡ ra. À, tí mình sẽ cắt cái này ra tí nha. Tí mình sẽ bọc lại hết tất cả các bạn. Đây, hai bát nhỏ, đó, nhìn rất là đẹp của tất cả bạn. Các bạn nhìn này, nhìn rất là đẹp. À, cái này bác ăn cơm cho trẻ em, hoặc các bạn đựng nước mắm, nhìn rất là đẹp. À, cái này là cái gì đây? Hồi nãy là 10 bát ăn cơm đường kính 11.3 rồi. Cái này là hai đĩa tròn, một đĩa xoài, hai bát nước chấm 10.6 cm. Đây là hai bát nước chấm 10.6 cm nha tất cả các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp, được 2m 100%. Đó. Nhìn rất là đẹp. Đó, rồi. Tiếp theo là đây là bát cái này là bát to, bát này bát ăn phở đây. Đấy, nhìn rất là đẹp phải không các bạn? Nhìn bát này là bát ăn phở đấy, nhìn tô ăn phở dưới này cũng vậy, 2m 100% nha tất cả các bạn. Nhìn rất là đẹp. Đấy. À, cái này là hồi nãy là cái gì đây? 10 bát ăn cơm này, 10 đĩa tròn, 10 đĩa vuông, 2 đĩa lồng sâu, 4 bát, 2 bát tô đường kính. 4 bát tô phở đường kính 15.24. Đây là 4 bát tô phở 15.24 tất cả các bạn nha. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ gỡ ra cái này. Rất nhiều sản phẩm trong này nha các bạn. Rồi. Đây. Tiếp tục. Đây là hai bát, hai đĩa. Rất nhiều món, tổng cộng là 60 món lận. Hai đĩa này để các bạn đựng hai đĩa này để các bạn đựng ấy. Đây đĩa to, như các bạn nhìn thấy đĩa to không? Đó, đĩa to này. Rồi các bạn nhìn thấy là đĩa to này, đó để các bạn đựng gỏi ghiếc rồi. Rồi tiếp theo còn hai hộp nữa nha các bạn, mình gỡ ra luôn cho các bạn xem luôn. Hiện tại mình gỡ ra luôn cho các bạn xem. Tại mình mẹ ơi, mẹ gỡ cái này ra giùm con cái. Gỡ này ra giùm con để quay clip á, quay còn một tay không quay được. Đây nè, gỡ này để bỏ ra thôi. Bỏ bên cạnh mua thật. Ừ. Con gỡ này ra thôi nè. Rồi. Rồi để dưới mẹ. Để cho. Cái này là bát gì đây? Mày gọi ra đó luôn. Đấy. Đây thêm một cái tô bự nha tất cả các bạn. Tô bự nha, đây là dĩa nhỏ nha. Đây là những cái dĩa nhỏ. Nói chung là nhiều món, nó sẽ gồm những cái món này đây, và mình có thể để thông tin ở phía dưới nha tất cả các bạn. Thì chất liệu nó làm bằng cái này handmade, cái viền này là handmade 100% hết. Đấy, nhập từ Anh về nha tất cả các bạn. Rồi, để đây. Mày vỡ cái kia dùng hộp kia dùng con nha. Cái hộp này nữa là đủ. Bên cạnh này kéo ra. Cái này là bên cạnh nhà cái nha. Cái này là sẽ được
cắt ra luôn. Thế này phải bọc lại hết để vận chuyển đi. Rồi, đây là mình sẽ có gồm một cái tô bự như thế này nha tất cả các bạn. Đấy, để được các bạn đi vào nhà hàng các bạn sẽ thấy những một cái tô bự như thế này để các bạn đựng súp đấy. Đấy, để dùng cái tô đó. Rồi, được rồi. Đây là những cái bát đựng gia vị nha. Đấy. Rồi, được rồi mẹ. Rồi mình sẽ tổng kết lại những cái thứ đó. Được rồi các bạn, mình cứ để lại thôi. Thì cái này mới để đầy. Ừ, cái này đẩy vào đây nè. Đó, đó. Không đẩy vô cái không đẩy, đẩy vô cái bự bự á. Đây đẩy vào đây nè. Một tô súp bự như này, trong nhà hàng người ta đựng súp dùng cái này. Thì rất là đẹp. Cái này cái viền này là handmade 100% dập bằng tay á, làm bằng tay thủ công hết nha tất cả các bạn. Rồi. Mình sẽ tổng kết lại được, mình sẽ tổng kết lại những cái món này nha nha tất cả các bạn. Nó sẽ bao gồm như thế này. 10 bát ăn cơm đường kính là 11.43. Đó, 10 bát ăn cơm. Đây, 10 bát ăn cơm. 10 bát này nha các bạn. Đấy, 10 bát ăn cơm ở nhà. 10 đĩa tròn đường kính là 15.24. Đấy, 10 đĩa tròn như thế này. Đấy, đường kính là 15.24. 10 đĩa tròn. 10 đĩa tròn là đường kính 15.24. Rồi. 2 đĩa tròn đường kính là 20.23. 2 đĩa tròn. Đây nó sẽ gồm hai đĩa tròn đây dưới này nha, hai đĩa tròn đường kính 20.23. rồi một đĩa vuông đường kính là 26.27. đây một đĩa vuông như thế này nha, một đĩa vuông đường kính là 26.27 nha tất cả các bạn. Rồi một đĩa vuông như thế này. Rồi hai đĩa lòng sâu đường kính là 19.05. hai đĩa lòng sâu. Đây hai đĩa lòng sâu này. Đấy, dưới này có hai cái đĩa lòng sâu nha các bạn. Rất nhiều đĩa. Rồi một đĩa xoài đường kính là 30.48. Một đĩa xoài đây là đường kính này. Đây là đường kính 30.48 là cái đĩa này nha. Rồi bốn bát tô phở đường kính là 15.24. Đây là bốn bát này. Đó, bốn bát tô phở. Rồi bốn đĩa được gia vị 10.16 gia vị đây. Đấy, đĩa gia vị. Rồi bốn hai bát nước chấm. Hai bát nước chấm là đây, hai bát nước chấm này nha các bạn. Rồi 10 thìa sứ. Đấy, rất nhiều món cho các bạn, tổng là 60 món lận. Đấy, một đủ chén bát trong gia đình của tất cả các bạn luôn. Thì sản phẩm chi tiết thì giờ chỉ các bạn chỉ coi chất liệu của nó như thế nào thôi, chỉ coi độ xịn, độ sang của nó, độ đẹp của nó như thế nào thôi. Còn hình ảnh chi tiết như thế nào thì mình có thể là mình về mình chụp cho mình gửi qua cho các bạn xem nha. Rồi bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ mình ở phía mình đặt ở dưới phía phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi cho các bạn lại xem nhìn cái bát tô phở nhìn rất là đẹp phải không ạ? Đấy, viền này là viền mép chỉ bạc được khai mép 100%. Đấy nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhìn cái đĩa này. Nhìn rất là đẹp. Đó nha tất cả các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.